Thời gian gần đây, thú chơi vẹt Macau đang trở thành một xu hướng mới, được nhiều người ưa chuộng. Những chú vẹt thông minh, sặc sỡ, với tính cách hoạt bát, thân thiện, tạo nên một nét đẹp thú vị và độc đáo. Vẹt Macau nằm trong lớp chim có nguồn gốc từ phân họ vẹt Tân Thế Giới, phân bố phần lớn ở Nam Mỹ. Tùy thuộc vào từng loài và khu vực sinh sống mà chúng có màu sắc, kích thước khác nhau. Trung bình một chú vẹt có cân nặng từ 1,2 cho đến 4 kg. Trong đó, những loài nhỏ hơn cân nặng khoảng 1,2 cho đến 2 kg. Chiều dài thường dao động từ 8,6 cho đến 100cm. Vẹt Macau tương đối dễ nuôi và nếu nuôi tốt, tuổi thọ chim có thể lên đến 70 năm. Chim non về thì nó mới vừa mọc lông móng thì mình phải giữ ấm cho chim non và cho ăn bột. Như đây chị cũng đang cầm ống bột cho chim non ăn. Khi nó lớn lên một chút thì mình cũng vẫn cho ăn bột, nhưng mà mình kèm theo đó là hạt hoặc là đậu. Đặc biệt nhất là những cái dòng chim thì nó kỳ nhất là mình ăn bơ, sữa. Thì khi chim nó lớn và trưởng thành rồi thì nó giống như những chim khác bình thường, thì mình chỉ cho ăn trái cây, rau củ, sữa, thì nói chung là mình thêm cho nó thêm chút đỉnh thôi, cũng không có gì quá phức tạp. Để có những chuyến bay chuyên nghiệp, cha mẹ của những chú chim thường đưa con mình đến bãi tắm nắng, tập bay cùng với bạn bè vào mỗi thứ bảy chủ nhật hàng tuần nhằm giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm cho nhau. Mình nuôi nó từ lúc nhỏ cho đến 4-5 tháng bắt đầu tập bay. Thì mọi người gắn hợp kết hợp với nhau để tập chim, dạy chim và mang ra mỗi cuối tuần để họp mặt để cho tụi nó bay chơi. Với kích thước lớn cùng bộ lông sặc sỡ sắc màu, hình ảnh những chú vẹt Macau bay lượn trên bầu trời mỗi lần họp hội luôn tạo nên một cảnh tượng kỳ thú, thu hút mọi ánh nhìn.